Theo thông tấn xã Việt Nam, báo Anh The Guardian dẫn các nguồn tin cho biết, Kiev đang cố gắng để phương Tây cho phép phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow vào sâu trong lãnh thổ Nga vì cho rằng điều này có thể buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, Washington coi kế hoạch đe dọa Moscow và St. Petersburg này của Kiev là quá rủi ro và không ủng hộ. Báo trên dẫn lời các quan chức Ukraine hé lộ, Ukraine muốn phương Tây cho phép sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tiêu diệt các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, vì cho rằng điều này có thể buộc Moscow bắt đầu đàm phán chấm dứt chiến sự. Tờ báo cho biết thêm, Ukraine đã mất nhiều tháng vận động để được phép sử dụng Storm Shadow tấn công các mục tiêu ở Nga, nhưng không đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, khi quân đội Ukraine còn giao tranh ở mặt trận miền Đông, ngày càng có nhiều niềm tin rằng một cuộc phản công có thể tạo ra sự khác biệt. Tên lửa Storm Shadow được phát triển trong khuôn khổ hợp tác Anh-Pháp và được liên doanh MBDA của châu Âu, trong đó còn có đối tác Italy, chế tạo. Tuy nhiên, vì một số thành phần do Mỹ cung cấp nên cần phải có sự đồng ý của Washington để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã nhận được phiên bản Storm Shadow, Pháp gọi là SCALP, xuất khẩu từ Anh và Pháp. Những tên lửa này có tầm bắn chỉ hơn 300 km. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay tuyên bố của Washington rằng họ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga là không đáng tin cậy. Theo đài RT, Nga, phát biểu với truyền thông hôm 23 tháng 8, ông Antonov tuyên bố rằng chính quyền Mỹ có vẻ như liên tục đùa giỡn Moscow bằng những tuyên bố rằng họ không cho phép sử dụng các hệ thống tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Nhưng trên thực tế, về cơ bản, họ đang chuẩn bị cơ sở để gỡ bỏ mọi hạn chế hiện có tại một thời điểm nhất định, đại sứ Nga nói. Dẫn lời ông Antonov, hãng thông tấn TASS cũng cho hay đánh giá theo sự hỗ trợ trước đây của Washington dành cho Kiev, bao gồm cả việc đào tạo phi công vận hành chiến đấu cơ F-16, thì gần như chắc chắn rằng Ukraine sẽ chiến đấu bằng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất chống lại Nga. Chính xác thì điều đó sẽ xảy ra ở đâu? Chúng tôi không thể nói hoặc dự đoán, ông nhấn mạnh. Theo ông Antonov, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ngày càng trở nên khó lường. Ông lưu ý không thể đảm bảo rằng toàn bộ thế giới sẽ không thay đổi vào ngày mai. Mỹ sẽ hành xử như thế nào trong tình huống này là điều rất khó nói. Do đó, đại sứ nhấn mạnh Nga phải hành động quyết đoán, tăng cường tiềm lực quân sự, công nghiệp, bởi chỉ có quân đội và hải quân mới có thể bảo vệ đất nước Nga. Trước đó, ngày 22 tháng 8, ông Antonov cũng bác bỏ tuyên bố của chính quyền Mỹ rằng họ không biết về kế hoạch của Ukraine tấn công khu vực Kursk. Tôi hoàn toàn tin rằng Kiev sẽ không làm gì nếu không có sự chấp thuận của cấp trên. Họ sẽ không dám động một ngón tay theo hướng vào lãnh thổ của chúng tôi nếu không có sự chấp thuận của Washington, ông Antonov nói. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp tục kêu gọi các quốc gia ủng hộ phương Tây cho phép nước này thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga trong chiến dịch tấn công khu vực Kursk của Nga. Tuần trước, Lầu Năm Góc tuyên bố lập trường của họ vẫn không thay đổi và Ukraine vẫn không được phép sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ cung cấp, có tầm bắn lên tới 300 km, để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ngày 22 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga ước tính Ukraine đã mất hơn 4.700 binh sĩ và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 68 xe tăng và 53 xe bọc thép chở quân, kể từ khi phát động cuộc tấn công vào vùng Kursk từ ngày 6 tháng 8. Theo thông tấn xã Việt Nam, trong một tuyên bố đưa trên kênh Telegram của mình vào ngày 21 tháng 8, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine nói rằng họ đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất để phá hủy cầu phao và thiết bị kỹ thuật ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Trong đoạn phim mà lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine đăng tải kèm theo tuyên bố, người ta thấy đã có những cuộc tấn công vào một số đoạn cầu phao và ít nhất một trong số các cuộc tấn công đó dường như được thực hiện bằng đạn chùm. Chiếc cầu phao này có khả năng được thiết lập từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8 để nối các khu định cư ở Yevano và Gruskovo với nhau, sau khi hai cây cầu khác bắc qua sông Sim bị các lực lượng Ukraine phá hủy hoặc làm hư hại trước đó trong một động thái nhằm cắt đứt quận Gruskovsky khỏi lực lượng chính của Liên bang Nga, cũng như chặn một phần tuyến vận chuyển trang thiết bị vũ khí đến tiền tuyến. Theo hãng tin Reuters, những gì mà lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine nói là tuyên bố chính thức đầu tiên từ Kiev, rằng vũ khí của phương Tây đã được sử dụng như một phần của cuộc tấn công chưa từng có của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Cuộc tấn công này bắt đầu từ sáng ngày 6 tháng 8,
Theo thông báo hôm 20 tháng 8 của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, thì quân đội nước này đã tiến sâu 28 đến 35 km vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Về phía Liên bang Nga, các quan chức nước này cho biết Ukraine đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 3 cây cầu bắc qua sông Sin kể từ khi nước này phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới hôm 6 tháng 8. Điện Kremlin đã mô tả việc sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất bên trong lãnh thổ của mình là một sự leo thang. Còn Washington không đưa ra bình luận trực tiếp nào về việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất ở tỉnh Kursk, nhưng nói rằng chính sách của họ không thay đổi và Ukraine đang tự vệ trước các cuộc tấn công của Liên bang Nga. Mặc dù các đồng minh đã cấm Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí của phương Tây vào bên trong lãnh thổ Liên bang Nga, nhưng họ đã cho phép Kiev sử dụng chúng để tấn công các khu vực biên giới kể từ khi Liên bang Nga tấn công khu vực Kharkov của Ukraine vào mùa xuân năm nay. Theo Tân Hoa Xã, ngày 21 tháng 8, truyền thông địa phương dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một số đơn vị của Ukraine đang rút khỏi tỉnh Kursk ở miền nam nước Nga. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Cục Phó Cục Chính trị Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga, kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Azov của nước này, ông Aptia Laudinov nêu rõ, quân đội Ukraine đã bị chặn lại và chịu tổn thất lớn. Về cơ bản, một số đơn vị quân đội Ukraine đang được rút khỏi Kursk để điều chuyển đến các khu vực khác. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu dân cư ở ngoại ô hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu phát động cuộc tấn công vào Kursk từ ngày 6 tháng 8. Trong thông báo đưa ra ngày 21 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga nêu, cho đến nay, Ukraine đã mất hơn 4.400 quân nhân và 65 xe tăng trong các cuộc giao tranh ở khu vực này. Trong diễn biến liên quan, ngày 21 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi khẳng định đã sẵn sàng đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk vào cuối tháng 8. Phát biểu họp báo thường kỳ, bà Zakharova nêu rõ phía Nga hy vọng ban quản lý của IAEA sẽ có hành động cụ thể để đảm bảo an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhia và Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuần trước đã cáo buộc Ukraine lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk, nhưng Kiev đã bác bỏ cáo buộc này. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 20 tháng 8, quân đội Nga cho hay đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư ở tỉnh Kursk và kiểm soát được nơi mà họ mô tả là Trung tâm Hậu cần Chiến lược New York, ở miền đông Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các hoạt động trinh sát và tìm kiếm tiếp tục xác định và tiêu diệt các lực lượng mà Moskva gọi là nhóm phá hoại đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Nga cũng đã tấn công các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine, ở phía biên giới Ukraine. Cũng trong ngày 20 tháng 8, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội nước này đã tiến sâu 28 đến 35 km vào tỉnh Kursk của Nga. Mặc dù vậy, cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận tình thế khó khăn trên tiền tuyến phía đông của Ukraine, gần trung tâm hậu cần chiến lược Bobrovsk và cũng gần khu vực Torezh.